Tư Mã Thiên là nhà sử học nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bộ sách sử ký của ông được xếp đứng đầu trong nhị thập tứ sử, 24 bộ sử cổ đại. Đó là bộ thông sử thể ký truyện, một thể loại truyện ký, đầu tiên trong lịch sử Á Đông, ghi chép lịch sử 3.000 năm từ thời đại hoàng đế trong truyền thuyết thượng cổ đến năm Thái Sơ thứ tư đời Hán Vũ Đế. Tư Mã Thiên dùng thời gian tròn 18 năm, quyết chí viết sử. Cuối cùng, ở độ tuổi 60, ông cũng đã hoàn thành bộ sử ký, một trước tác lịch sử khổng lồ với 52 vạn chữ. Rốt cuộc tại sao Tư Mã Thiên lại vắt hết tâm huyết cả một đời, dùng sinh mệnh của bản thân mình để hoàn thành bộ sử ký này? Dùng lời của ông mà nói thì mục đích chính là nghiên cứu quan hệ giữa trời và con người, thông tỏ sự thay đổi cổ kim, lập ngôn thành một gia phái. Cái gọi là nghiên cứu quan hệ giữa trời và con người chính là thăm dò tìm tòi nghiên cứu mối quan hệ giữa trời và con người. Thực ra đó không chỉ là mục tiêu lớn của Tư Mã Thiên và những nhà nghiên cứu lịch sử tiêu biểu khác, nó cũng là mạch chủ đề chính xuyên suốt văn hóa truyền thống Á Đông. Khi Đổng Trọng Thư trả lời câu hỏi của Hán Vũ Đế, mở đầu đã nói, thần xem xét cẩn thận, trong kinh Xuân Thu, xem những sự việc các đời trước đã thực hiện để quan sát mối quan hệ giữa trời và con người, quả thật đáng sợ mối quan hệ giữa trời và con người cũng là nội dung cơ bản trong đối sách của đổng trọng thư cùng thời với đổng trọng thư công tôn hoàng dựa vào nghiên cứu kinh xuân thu lên chức tể tướng khi đề xuất với hán vũ đế mở nền giáo dục nho học đã nói chiếu thư pháp lệnh ban xuống làm sáng tỏ mối quan hệ giữa trời với con người thông tỏ nghĩa lý cổ kim văn chương trang nhã giáo huấn thâm sâu nguồn phần nho lâm truyện sách sử ký nhưng những quan lại thông thường không thể hiểu được những điều này do đó cần phải bồi dưỡng nhân tài nho học đó chính là thông tỏ quan hệ giữa trời và con người làm phương hướng căn bản của học vấn nho gia nhà nho nổi tiếng cuối thời tây hán là dương hùng cũng nói thánh nhân tổn thần tìm đạo lý huyền diệu thành tựu thiên hạ đại thuận khiến cho thiên hạ đại lợi hòa đồng mối quan hệ giữa trời và con người khiến mối quan hệ đó không có gián cách đến thời tam quốc hán ngụy Hà Yến khen ngợi Vương Bật, cũng nói, người như thế này có thể cùng đàm luận về mối quan hệ giữa trời và con người được, nguồn, phần văn học, sách Thế Thoại Tân Ngữ. Hà Yến có viết sách luận ngũ tập giải, ông cũng là một lãnh tụ nho lâm đương thời. Nhà triết học nổi tiếng Bắc Tống là Thiệu Ung cũng đã từng nói, học mà không liên quan đến đạo trời và sự việc con người thì không đủ để được gọi là học. Mấy nghìn năm nay, xoay quanh chủ đề quan hệ giữa trời và con người này nhân loại đã tiến hành tìm tòi nghiên cứu sâu trong thời gian dài đã xây dựng nên hệ thống tư tưởng quan niệm đặc sắc mọi người thường gọi là thiên mệnh quan hoặc tư tưởng thiên mệnh thời tam đại thượng cổ hạ thương chu chính là giai đoạn sớm nhất có tư liệu xác thực có thể khảo sát về lịch sử phát triển thiên mệnh quan có thể nói là cội nguồn thiên mệnh quan cổ đại thời thượng cổ nghiên cứu xem xét quan hệ giữa trời với con người như thế nào khác với người hiện nay con người thời tam đại thượng cổ đều tính thần. Trong các vị thần mà họ tính phụng có các thần tự nhiên, cũng có thần tổ tiên. Trong những thần linh này có vị thần mà họ cho rằng chí cao vô thượng, toàn năng, đó là vị chúa tể, cũng chính là thần tối cao. Nhưng ở hai triều đại thương và chu, danh xưng đối với vị thần này lại không hoàn toàn tương đồng. Người thời nhà thương thường gọi vị thần tối cao là đế, có lúc cũng gọi là thượng đế còn thời nhà chu thì gọi là trời mặc dù cách gọi khác nhau nhưng nội dung thực chất của đế thượng đế và trời là tương đồng đều là chỉ thần tối cao đối với con người thời tam đại mà nói đế trời là thần tối cao trong các chư thần ngài không chỉ nuôi dưỡng vạn vật mà còn là chúa tể quyết định hết thảy sự việc hiện tượng của đại thiên thế giới bất kể là mưa gió sấm chớp lục lội hạn hán của giới tự nhiên hay là việc sản xuất và thu hoạch cây trồng vật nuôi cho đến sự hưng thịnh suy bại của các vương triều phú quý bần tiện hung các họa phúc của con người không gì không được quyết định bởi sự an bại của đế trời một cách lặng lẽ vô hình nói cách khác được quyết định bởi ý trời mệnh trời nhận thức này đã cấu thành cốt lõi trong quan niệm thiên mệnh thời tam đại thượng cổ cũng có thể nói là nguyên lý đầu tiên lấy thời nhà thương làm ví dụ quốc vương và quý tộc thời đó không chỉ dùng xương và mai rùa để xem bói hơn nữa còn khắc kết quả xem bói lên xương mai rùa những lời xem bói trên xương mai rùa chữ giáp cốt này là chữ viết sớm nhất của nền văn minh á đông cũng là tư liệu đáng tin cậy nghiên cứu thiên mệnh quan của người thời nhà thương từ những văn tự này có thể thấy người đời thương sống trong thời đại vạn vật hữu linh tính phụng thiên thần địa thần nhân quỷ trong đó thiên thần chính là tất cả những nhân vật thần hóa của vật tự nhiên trên trời chủ yếu bao gồm nhật thần mặt trời nguyệt thần mặt trăng tinh thần các vì sao phong bá thần gió vũ sư thần mưa lôi thần sấm và địa thần chính là tất cả những nhân vật thần hóa của vật tự nhiên trên mặt đất bao gồm thần thổ địa thần đất thần xã tắc thần lúa sơn nhạc thần núi hà hải thần sông biển và thần bách vật ngoài ra còn có nhân quỷ tức là thần hóa của những nhân vật trong lịch sử sau khi chết bao gồm tổ tiên tiên sư công thần và những nhân vật lịch sử khác. Còn đế, thượng đế chính là tổng hợp, trừ tượng hóa và thăng hoa của thần tự nhiên và thần xã hội, siêu vực tự nhiên và xã hội nhân gian, có vị trí đứng đầu trên các thiên thần, địa thần, nhân quỷ, là hóa thân của quyền lực tuyệt đối. Đúng như nhà sử học chuyên nghiên cứu chữ giáp cốt Hồ Hậu Tuyên Tiên Sinh đã nói, trong tâm của người thời ân thương, vị thần tối cao thượng đế này làm chúa tể gió mây sắm mưa, lũ lục hạn hán của thiên nhiên, quyết định hoa màu ngô lúa sinh trưởng và thu hoạch. Ngài ở trên thiên thượng, có thể giáng xuống thành ấp. Đế tuy ở trên thiên thượng nhưng lại có thể giáng xuống nhân gian phúc lành hoặc thiên tai bệnh tật, có thể trực tiếp bảo hộ hoặc giáng hòa xuống ân vương, vua nhà ân thương. Đế thậm chí có thể giáng hạ mệnh lệnh, chỉ huy hết thảy chốn nhân gian. Ân vương cử hành lễ tế hay ra các chính lệnh đều phải xem xét đoán ý chí của đế mà làm. Nói một cách cụ thể, để đầu tiên là có sức mạnh siêu nhiên, có thể sai khiến gió mưa, chi phối giới tự nhiên. Như lời bói toán thời kỳ Vũ Đinh, vị vua thứ 23 nhà thương, có viết, Thượng Đế, Giáng, Hạng Hán. Lời bói thời tổ canh tổ giáp, hai anh em con Vũ Đinh thay nhau kế vị, có viết, tốt lành, ba tháng tính từ hôm nay để lệnh nhiều mưa, tốt lành, mười ba tháng từ hôm nay để lệnh sấm sét ngày mai quý mão để không lệnh gió đêm sương mù. Có thể thấy Thượng Đế trong lời bói có thần lực rất lớn, các chư thần mặt trời, mặt trăng, vì sao, gió, mưa, sấm, sét đều nghe theo sự chỉ huy của Ngài. Ngài có thể lệnh đổ mưa, nổi gió, giáng sấm sét. Không chỉ có vậy, để còn khống chế xã hội nhân loại, Ngài có thể phát hiệu thi hành lệnh, chỉ huy hết thảy chốn nhân gian, còn có thể truyền mệnh lệnh, can thiệp hết thảy chốn nhân gian, từ đó có thể gây tai họa hay ban phúc cho nhân gian như lời bói viết mậu thân bói tranh trinh để dán vận đen cho ta một tháng để dán tai họa để tuyệt diệt ấp này tốt lành để cho ta sinh trưởng lời bói cũng viết tốt lành để làm bệnh vua lành vua tạo ấp để bảo hộ ta nằm tới để dán những điều tốt lành tại tổ ất tông 10 tháng để bảo hộ ta bởi vì thượng đế chúa tể sự thắng thua của cuộc chinh phạt có thể bảo hộ và gây tai họa cho ân vương, nắm hung các hòa phúc của ân vương, do đó ân vương mỗi lần có hành động quân sự thì ắt phải hỏi xem thượng đế có bảo hộ hay không. Nhà thương diệt vong nhà chu thay thế Tính ngưỡng đối với đế, thượng đế của người thời nhà thương cũng theo đó chuyển biến thành tín ngưỡng đối với trời, thiên, của người thời nhà chu. Tuy tín ngưỡng hai thời đại về tên chữ khác nhau nhưng thực chất đều là chỉ vị thần tối cao toàn năng. Là vị thần tối cao, địa vị của trời trong lòng người thời nhà chu đương nhiên là chí cao vô thượng tập tục tế trời của người thời nhà chu đã minh chứng đầy đủ về điểm này lễ tế trời lễ tế nam giao những người đã đi thăm thiên đàng ở bắc kinh đều biết đó là nơi tế trời của các hoàng đế triều thanh tế trời là nghi thức long trọng nhất trang trọng nhất và là hình thức giao tiếp giữa con người và trời nhưng lịch sử tế trời thì lâu dài xa xưa hơn triều thanh rất nhiều có thể ngược trở về thời kỳ thượng cổ bao gồm thời nhà chu thời nhà chu hàng năm vào ngày đông chí thiên tử đều ra ngoại ô phía nam thành nên gọi là nam giao cử hành lễ tế trời gò tròn tế trời và gò vuông tế đất vì đều ở ngoại ô nên cũng được gọi là giao tế gò tròn là một đàn tế hình tròn người xưa cho rằng trời tròn đất vuông hình tròn tượng trưng cho trời trước khi tế lễ thiên tử và bá quan đều phải trai giới đồng thời phải trong năm kiểm tra vật tế và đồ tế ngày tế lễ từ sáng sớm thiên tử dẫn bá quan đến ngoại ô thiên tử bên ngoài mặc áo choàng da trong mặt long phục loại lễ phục có trang sức hoa văn hình mặt trời mặt trăng các vì sao và núi rồng đầu đội mũ miệng phía trước và phía sau có 12 hai dải màu rũ xuống eo cài một miếng ngọc khuê lớn tay cầm ngọc trấn khuê mặt hướng về phía tây đứng ở phía đông nam của gò tròn lúc này trống nhạc nổi lên báo mời thiên đế giáng lâm hưởng lễ tế tiếp theo thiên tử dắt con vật tế hiến dân cho thiên đế dết vật hiến tế những đồ tế đi cùng với vật tế là ngọc bích ngọc khuê lụa được đặt trên đống củi do thiên tử châm lửa đốt củi khói lửa bay cao lên trời để thiên đế ngửi thấy mùi vị đây chính là phiền liệu cũng gọi là nhân tế sau đó trong tiếng nhạc là nghi thức nghênh đón thi lên gò tròn thì do người sống đóng vai, làm hóa thân của thiên đế, đại biểu cho thiên đế tiếp nhận hưởng lễ tế. Thiên ngồi xuống, mặt hướng về những đồ lễ đựng các đồ cúng tế như ngọc bích, đỉnh, quỷ. Lúc này, trước tiên người ta hiến máu tươi của con vật tế, sau đó lần lượt hiến năm loại rượu chất lượng khác nhau, gọi là ngũ tề. Sau hai lần hiến rượu đầu là đến phần hiến toàn bộ con vật hiến tế, đại canh, nước ép thịt, hình canh, nước ép rau thêm muối sau lần hiến rượu thứ tư thì hiến đồ ẩm thực bằng gạo thử gạo tắc sau khi hiến tế thì dùng ba loại rượu đáp tạ người hiến tế gọi là tạc uống xong thiên tử và vũ đoàn cùng múa vũ điệu vân môn tương truyền đó là nhạc vũ thời hoàng đế cuối cùng người hiến tế hưởng rượu lễ dùng để tế lễ do thì bàn phúc cho thiên tử gọi là hổ đời sau cũng gọi là ẩm phúc thiên tử còn đem thịt con vật dùng cho tế lễ chia cho các hạ thần trong tông thất, gọi là tứ tộ. Có thể thấy người thời nhà Chu không những thường tế trời mà nghi thức còn cực kỳ long trọng. Người thời nhà Chu tại sao phải tế trời? Mục đích không gì khác chính là thông qua nghi thức này để biểu đạt lòng cảm ơn trời đã dưỡng dục, nuôi dưỡng vạn vật, đồng thời cầu nguyện hoàng thiên thượng để bảo hộ. Điều này đã biểu thị rõ trong lòng họ không chỉ vạn vật thế gian đều do trời nuôi dưỡng, mà trời còn có năng lực bảo hộ họ. Nếu không phải như thế này thì tại sao họ phải cảm ơn và cầu nguyện thượng thiên? Đối với con người ở thời kỳ tam đại mà nói, đế, trời không chỉ là nuôi dưỡng vạn vật mà còn là chúa tể quyết định hết thảy mọi thứ của đại thiên thế giới, bất kể là mưa gió sấm sét, lũ lụt hạn hán, sinh trưởng thu hoạch hoa màu của giới tự nhiên hay là sự thịnh suy của vương triều, phú quý bần tiện hùng các hòa phúc của con người không một thứ gì không quyết định bởi sự an bài lặng lẽ vô hình của đế trời như vậy con người muốn được phúc lành và bảo hộ của thượng thiên thì nhất định phải cảm ơn kính sợ và cầu nguyện thượng thiên nếu không thì không những không được thượng thiên bảo hộ mà ngược lại còn bị thượng thiên trừng phạt lễ tế trời đất lớn nhất lễ phong thiện để bày tỏ lòng cảm ơn kính sợ và cầu nguyện đối với Thượng Thiên thì tế trời cố nhiên là một hình thức quan trọng, phong thiện cũng là một hình thức quan trọng. Thời cổ đại, việc trọng đại quốc gia không gì lớn bằng lễ phong thiện ở núi Thái Sơn. Phong là tế trời, thiện là tế đất. Người xưa cho rằng núi Thái Sơn là cao nhất trong các dãy núi, là thiên hạ đệ nhất Sơn do đó các đế vương ở nhân gian phải đến núi thái sơn cao nhất này để tế lễ thiên đế thì mới được coi là thụ mệnh trời việc xây dựng đàn đất trên núi thái sơn làm đàn tế trời báo công với trời gọi là phong ở núi nhỏ lương phụ hoặc một núi nhỏ khác dưới chân núi thái sơn dựng đàn tế đất báo công với đất gọi là thiện đây là đại lễ lớn nhất long trọng nhất của các đế vương thời cổ đại hơn nữa chỉ khi thay triều đổi đại giang sơn đổi chủ hoặc sau chiến loạn lâu dài, đến khi thiên hạ Thái Bình thì mới được làm lễ phong thiện để tế trời đất. Trong thư tịch cổ đề cập đến lễ phong thiện sớm nhất là thời kỳ Xuân Thu. Phần phong thiện, sách quản tử của quản Trọng có viết, Sư Phong, Tế Trời, ở Thái Sơn, Thiện, Tế Đất, ở Lương Phụ có 72 nhà, mà Di Ngô, tức quản Trọng, ghi chép thì 10 nhà chép hai thôi. Sư Vô Hoài Thị Phong Thái Sơn, Thiện vân vân Viêm đế phong Thái Sơn, thiện vân vân. Hoàng đế phong Thái Sơn, thiện đình đình. Chuyên hút phong Thái Sơn, thiện vân vân. Đế khốc phong Thái Sơn, thiện vân vân. Nhiêu phong Thái Sơn, thiện vân vân. Thuấn phong Thái Sơn, thiện vân vân. Vũ phong Thái Sơn, thiện cối kê. Thanh phong Thái Sơn, thiện vân vân. Chu thành vương phong Thái Sơn, thiện xã thủ tất cả đều thụ mệnh rồi làm lễ phong thiện thế thì hạ vũ thương thanh và chu thành vương tại sao phải phong thiện sách ngũ kinh thông nghĩa viết thay đổi họ làm vua để thiên hạ thái bình thì ắt phải làm lễ phong tế trời ở núi thái sơn làm lễ thiện tế đất ở núi lương phụ để trời trao mệnh cho vua khiến hợp với đạo lý trước người dân tuyên cáo thái bình với trời báo công với các thần đối với các bậc đế vương này mà nói thì thượng thiên trời là đối tượng mà tất cả mọi người bao gồm chính bản thân họ phải cảm ơn kính sợ và cầu nguyện trong mắt người dân thời tam đại thì việc phục tùng thiên ý thiên mệnh cũng giống như cảm ơn kính sợ và cầu nguyện thượng thiên là một trong những tiền đề để được thượng thiên bảo hộ đó chính là những yếu tố cơ bản của thiên mệnh quan thời tam đại quân vương xem bói để đoán biết và hành sự theo thiên ý vậy thế nào mới có thể làm được phục tùng an bài của thiên ý và thiên mệnh trước tiên phải hiểu được thiên ý và thiên mệnh và xem bói chính là một trong những biện pháp mà người dân thời tam đại thường sử dụng nhất để câu thông với thần để hiểu thiên ý và thiên mệnh sử ký quy sách liệt truyện có viết thái sử công nói từ xưa các thánh vương kiến quốc thụ mệnh mở mang sự nghiệp thì chưa bao giờ không xem bói bằng cỏ thi để trợ giúp việc thiện từ thời đường ngu về trước thì không thể ghi chép. Từ thời tam đại hưng thịnh, mỗi thời có những điềm lành của mình. Điềm ở Đồ Sơn, từ đó nhà hạ ra đời. Bói ở Phi Yến Thuận do đó nhà ân hưng khởi. Bói có thi bách cốc lành do đó có chu vương. Bậc vương gia khi quyết định những việc còn nghi vấn thì bói tốt xấu để tham chiếu, dùng có thi và mai rùa để phán đoán, đó chính là đạo bất biến. Ý nghĩa của đoạn văn này là nói rằng, từ cổ xưa đến nay các bậc quân vương thánh minh khi kiến lập quốc gia, nhận thiên mệnh, mở mang sự nghiệp, chưa từng có chuyện không dùng bói xem tốt xấu để trợ giúp tác thành việc thiện. Thời đường nhiêu, ngu thuấn trở về trước thì không thể nào ghi chép được. Xem từ thời tam đại, hạ, thương, chu, đều là mỗi nhà đều có dấu hiệu các tường khi xem bói tốt xấu để làm căn cứ. Đại vũ cưới con gái của Đồ Sơn, bói được điềm lành, thế là xây dựng lên triều hà truyền đời nọ sang đời kia giảng địch nuốt trứng phi yến sinh ra khiết bói được điềm lành thuận do đó triều ân ra đời hậu tắc giỏi trồng trăm loại cốc bói cỏ thi được điềm lành do đó quốc quân nước chu là chu vương cuối cùng đã trở thành vua thiên hạ quân vương quyết đoán những việc khó khăn đều tham khảo kết quả dùng cỏ thi mai rùa bói để làm quyết định cuối cùng đây là trình tự làm việc truyền thống bất biến được kế thừa sử dụng có chỗ khác nhau là thời nhà ân thương sử dụng phổ biến là bói xương và bói mai rùa còn nhà chu sau này trừ bói xương và mai rùa ra sử dụng lượng lớn là bói cỏ thi lấy nhà thương làm ví dụ khi có các sự việc khó như lễ tế chiến tranh ăn uống yến tiệc khí tượng nông nghiệp thu hoạch săn bắn hoặc việc đi xa tai họa cầu phúc nô lệ bỏ trốn ân vương dường như việc nào cũng bói ngày nào cũng bói sau khi có kết quả thì phán đoán lành dữ phương pháp cụ thể là ở mặt trong của mai rùa tiến hành khoan đục một số chỗ đục là dùng công cụ tạo thành cái rãnh lõm hình ô vang khoan là dùng công cụ tạo thành cái rãnh lõm hình tròn khi xem bói dùng lửa đốt chỗ đục rãnh phần bụng của mai rùa dùng gỗ cứng đốt gọi là trước triệu điềm đốt trước quy đốt mai rùa do mai rùa chỗ đục rãnh rất mỏng khi đốt nhiệt độ cao sẽ gây ra những vết nứt tương ứng để bói gọi là triệu văn hoa văn điềm báo người đương thời cho rằng trong nghi thức xem bói những vết nứt trên mai rùa do đốt lửa tạo ra sẽ trực tiếp báo trước dấu hiệu lành dữ cuối cùng căn cứ vào các hình dạng trạng thái của hoa văn vết nứt để phán đoán lành dữ đối với sự vật xem bói nhưng người đời thương cụ thể phán đoán như thế nào thì hiện nay không thể biết được sau đó đem kết quả xem bói khắc lên mai rùa để chi chép lại. Bởi vì xem bói là sự việc rất thần thánh nên trước khi xem bói thông thường đều phải trai giới tắm gội. Người thương coi kết quả xem bói là thiên ý, cũng có thể nói đó là mệnh lệnh của Thượng Đế, có tính thần thánh, không được trái lại, ác phải chịu theo mà làm. Nếu trái lại tức là trái thiên ý, thì sẽ có kết quả không may mắn. Theo sách Thượng Thư, Đại Cáo ghi chép, sau khi Chu Vũ Vương chết, con trai của trụ vương nhà thương là vũ canh thông đồng với anh em của chu vũ vương là quản thúc tiên thái thúc độ hoác thúc liên lạc với người hoài di chuẩn bị giấy binh chống lại nhà chu vương triều chu đối mặt với mối lo bên trong hòa hoạn bên ngoài như đứng trước vực sâu như đi trên băng mỏng lúc này chu công đảm đương nhiếp chính vương ra sức gạt bỏ nghị luận của quần thần cương quyết xuất binh thân chinh dẹp phản trước khi xuất chinh ông dùng mai rùa quý mà văn vương để lại để tiến hành xem bói kết quả đều là điềm lành mặc dù như vậy có một số chư hầu bề tôi lại vẫn cứ phản đối quyết định của chu công dùng vũ lực dẹp phản loạn họ nói với chu công rằng khó khăn quá lớn lòng dân cũng không yên hơn nữa sự tình xảy ra ở hoàng cung và gia tộc các cận thần có những người là bậc tiền bối và phụ huynh mà chúng ta tôn kính không nên đi thảo phạt họ thưa nhiếp chính vương tại sao ngài lại không thể làm trái với điềm bói này chu công nói với họ rằng thượng thiên gia thưởng cho văn vương khiến nước chu nhỏ bé của chúng ta hưng thịnh văn vương thông qua xem bói đã kế thừa đại mệnh mà thượng thiên trao cho hiện nay thượng thiên mệnh lệnh cho thần dân của văn vương trợ giúp chúng ta hơn nữa chúng ta cũng đã thông qua xem bói hiểu được dụng ý này của thượng thiên chào ôi ý kiến thượng thiên rõ ràng con người nên biểu thị kính sợ các khanh vẫn nên trợ giúp ta tăng cường thống trị đi. Tiếp theo, Chu Công lại nói, Thượng Thiên giáng phúc cho văn vương của chúng ta, ta đâu dám không để ý gì để kết quả xem bói, đâu dám không tuân theo ý chỉ của Thượng Thiên, không tuân theo ý đồ của văn vương mà không đi bảo vệ cương thổ tươi đẹp của chúng ta. Hơn nữa xem bói hôm nay đều là các lợi, vì vậy ta nhất định dẫn quốc quân các nước chư hậu các khanh đi đông chinh. Thiên mệnh không thể bỏ lỡ, lời bói hiển thị là đã nói rõ ràng điểm này rồi các triều đại hưng vong thảy đều do thiên mệnh có thể nói nếu từ thiên mệnh quan thời tam đại thường cổ rút ra một chủ đề thì chủ đề này chính là quan hệ giữa thiên mệnh và vương quyền việc làm thế nào nhận thức được mối quan hệ này đã phản ánh sự lý giải của người xưa đối với nguyên nhân vương triều hưng phế và tính hợp pháp của chính quyền vậy thì người dân thời đó nhìn nhận một vương triều bất kể là nhà hạ thương hay chu nguyên nhân nó được kiến lập rốt cuộc là gì cái gì quyết định tính hợp pháp của một chính quyền sách thượng thư là bộ sách tổng hợp các văn kiện lịch sử thượng cổ đầu tiên trong lịch sử trung quốc đã cung cấp những sử liệu để chúng ta lý giải được vấn đề này như trong thượng thư triệu hạo viết có hạ theo thiên mệnh có ân nhận thiên mệnh thi kinh ân tụng là thơ ca nước tống thời kỳ triều thương và triều chu khi đề cập đến khởi nguồn của triều thương thương tụng huyền điểu có viết thiên mệnh huyền điểu giáng xuống sinh ra thương thương tụng trường phát viết để lập con sinh ra nhà thương lại xem những văn tự trên đồ tế lễ bằng đồng thanh đúc thời kỳ thương chu tức là văn tự đúc trên chén rượu cũng từ nhận mệnh từ trời thụ mệnh ư thiên được khắc lên đó không chỉ xuất hiện một lần ví như bài văn khắc trên mao công đỉnh cũng có ghi chép đại hiển văn võ hoàng thiên ghét người thất đức nên trao thiên hạ cho nước chu ta đảm nhận gánh vác thiên mệnh phi hiển văn võ hoàng thiên hoàng yếm khuyết đức phối nhã hữu chu ưng thụ thiên mệnh một bài văn khác khắc trên đỉnh đại vu là đại vu đỉnh minh viết đại hiển văn vương nhận đại mệnh từ trời phi hiển văn vương thụ thiên hữu đại mệnh có thể thấy bất kể là ghi chép trong sách thượng thư hay là truyền thuyết trong kinh thi và ghi chép trong văn khắc trên đồ tế lễ thì đều nhấn mạnh một ý nghĩa chung đó chính là sự kiến lập các triều hạ, thương, chu đều là nhận thiên mệnh. Nói cách khác, vương quyền có nguồn gốc từ Thượng Thiên ban cho. Tính hợp pháp của sự thống trị vương triều là do Thượng Thiên quyết định. Lấy triều thương làm ví dụ, theo sự ký ghi chép, cuối thời nhà hạ, y doãn thấy hạ kiệt đã không còn có thể cứu vãn được nữa bèn khuyên thương than chinh phạt hạ kiệt cứu muôn dân, nhưng ban đầu thành thang không tiếp nhận bởi vì người xưa đều hiểu rõ quân quyền thần thụ, quân vương có sai trái thì bề tôi có thể can gián, còn nếu dùng vũ lực với thiên tử thì không phải là nghĩa của kẻ bề tôi. Nhưng thành thang đi sang phía đông đến sông Lạc Thủy, khi tế lễ ở tế đàn vua Nhiêu đã lập ở đó thì đã xảy ra một sự kiện. Sách Thượng Thư, Trung Hầu viết rằng, Thương Thang đem Ngọc Bích dùng để tế lễ thả xuống sông Lạc Thủy, đứng ở một bên thì nhìn thấy cá vàng từng đôi nhảy lên chim đen theo cá đậu trên đàn tế sau đó hóa thành ngọc đen trên ngọc có chữ màu đỏ bùa của tinh linh thiên ất sắc đen do thần trao cho mệnh lệnh cho ngươi chinh phạt chiến thắng hà kiệt sau ba năm thì thiên hạ thống nhất sau đó thường thiên vì để thành thang chiến thắng nên ở tiêu cung lại mệnh lệnh cho ông rằng ngươi phải thay vương vị của hà kiệt bởi vì phẩm đức của hà kiệt quá bại hoại rồi ta ắt sẽ khiến ngươi chiến thắng mặc tử phi công kết quả thành thang rất nhanh chóng thuận theo sự an bài của thiên mệnh thay thế hạ kiệt khai mở ra triều nhà thương đối với người thời tam đại mà nói thượng thiên chí cao vô thượng không chỉ thể hiện ở chỗ vương quyền do thượng thiên trao cho mà còn thể hiện ở việc vương triều diệt vong là do thượng thiên trừng phạt thời đầu nhà hạ có bộ lạc hữu hổ thì phản đối con trai của hạ vũ là khải kế thừa vương vị hạ vũ kết quả bị hạ khải đánh bại tại sao hổ thì thất bại Sách Thượng thư, Cam Thể viết, có hổ thị uy vũ khinh nhận ngũ hành, khinh mạng phế bỏ tam chính. Trời dùng tiểu trừ để tiêu diệt mệnh ông ta, nay ta cung kính thi hành trừng phạt của trời. Ý nghĩa là trời muốn đoạn tuyệt vận mệnh của nước hữu hổ thị đã trừng phạt. Cuối thời nhà Hạ, Hạ Kiệt bị thương than tiêu diệt, Hạ mất thương hưng thịnh. Tại sao triều Hạ lớn mạnh trước đây lại bị thuộc quốc nhỏ bé tiêu diệt? Sách Thượng thư, Than Thể viết, có hạ nhiều tội dẫn đến bị trời trừng phạt ý nghĩa là hạ kiệt tội ác chồng chất thượng thiên muốn trừng phạt đến thời kỳ cuối triều thương thương mất chu hưng thịnh tại sao triều thương to lớn lại bị một nước thuộc hạ nhỏ nhoi tiêu diệt sách thượng thư thái thể viết nhà thương tội ác chất đầy thiên mệnh tiêu diệt ý nghĩa là thương trụ tội ác chất đầy do đó thượng thiên muốn tiêu diệt theo sách quốc ngữ chu ngữ ghi chép năm Chu U Vương thứ hai, 780 trước công nguyên, lưu vực sông Kinh, sông Vị, sông Lạc đều xảy ra động đất. Thái sử Bá Dương Phụ nói, Triều Chu sắp diệt vong rồi. Khí của trời đất không thể mất thứ tự của mình, nếu làm loạn vị trí vốn có thì dân chúng sẽ đại loạn. Dương khí ngưng động bên trong không thể thoát ra, âm khí bị áp chế không thể phát tán, thế là phát sinh ra động đất. Hiện nay ba con sông đều xảy ra động đất chính là dương khí không ở vị trí của nó mà áp chế âm khí dương khí mất vị trí mà lại ở vị trí của âm khí cội nguồn của con sông nhất định bị tắt nguồn nước bị tắt quốc gia nhất định bị diệt vong nước chảy lưu thông đất đai ẩm ướt thì mới có thể sinh trưởng vạn vật để cho dân sử dụng dòng nước không thông suốt đất đai khô cằn người dân thiếu tài vật sử dụng quốc gia không bị diệt vong thì còn có thể thế nào xưa kia sông y sông lạc khô kiệt mà triều hạ bị diệt vong, hoàng hà khô kiệt mà triều thương bị diệt vong. Hiện nay quốc vận nhà chu giống thời mạc thế hai đời nhà hạ, thương, mà đầu nguồn sông ngòi lại bị tắt, đầu nguồn tắt thì sông ngòi nhất định khô kiệt. Lập quốc nhất định dựa vào núi sông, núi lở sông cạn, đây là triệu chứng của suy bại diệt vong. Sông khô cạn, núi nhất định sẽ lở sụt. Quốc gia như thế này không quá 10 năm sẽ bị diệt vong, đây chính là đến cực hạn của số. Hãy bị thường thiên ghét bỏ thì sẽ không vượt qua được cực hạn này. Trong năm đó, nước sông Kinh, Lạc, vị đều khô cạn, núi Kỳ Sơn sụp lở. Năm thứ 11, 771 trước công nguyên, U Vương bị giết chết, Kinh Đô Nhà Chu vì thế phải chuyển về phía đông. Có thể thấy, từ hữu hổ thì đến Hà Kiệt rồi lại đến thương trụ, những chính quyền này tại sao đều thất bại, diệt vong nguyên nhân chung là vì họ bị thượng thiên trừng phạt hoặc là nói bị thượng thiên giết chết còn hà khải đánh bại hữu hổ thị thương thang tiêu diệt hạ kiệt văn vũ vương tiêu diệt thương trụ chẳng qua là thực hiện ý chí thượng thiên mà thôi quả đúng là hương thịnh cũng do thiên mệnh diệt vong cũng do thiên mệnh thiên mệnh quan thời tam đại thượng cổ mặc dù đều nhấn mạnh trời coi thiên mệnh là chí cao vô thượng nhưng nhận thức của cổ nhân về quan hệ giữa thiên mệnh và vương quyền không phải là cố định nhất là cùng với việc nhà thương diệt vong nhà chu hưng khởi thì thiên mệnh quan truyền thống đã có những biến đổi rõ rệt thiên mệnh thay đổi triều chu thịnh triều thương vong vào triều thương tư tưởng thiên mệnh của đế vương là làm quân chủ mãi mãi về cơ bản cho rằng thiên mệnh không thể thay đổi nhưng đến cuối thời nhà thương thì truyền thống này đã xuất hiện dấu hiệu thay đổi Thượng Thư, Tây Bá Kham Lê có ghi chép rằng, vào cuối thời nhà thương, vua thương là trụ vương hoang dâm bạo ngược khiến người dân oán hận ngùn ngục. Hồi đó có nước chư hầu phía Tây là nước Chu, thủ lĩnh các bộ lạc ở đó là Chu Văn Vương trị sự quốc gia ngày càng lớn mạnh, thế lực dần dần ảnh hưởng đến khu vực Trung Nguyên, uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy của chính quyền nhà thương. Đại thần nhà thương là Tổ Y Lo Nâm Nớp, nói với trụ vương rằng, trời đã chấm dứt trao thiên mệnh cho nhà ân chúng ta rồi không phải là tiên vương không bảo hộ hậu nhân chúng ta, mà chỉ vì đại vương hoang dâm, an giật, trễ nải nên tự đoạn tuyệt với trời. Do đó trời mới bỏ chúng ta. Đối với những lời nói của tổ y, trụ vương không những không nghe mà trái lại còn ngông cùng nói, ô, ta sinh ra chẳng phải đã có mệnh trời trao đó sao? Từ đoạn đối thoại này có thể thấy, mặc dù vua tôi đều cho rằng sự thống trị của vương triều là do thiên mệnh quyết định, nhưng trụ vương mê muội tin rằng thiên mệnh vĩnh viễn ở bên mình sẽ không thay đổi. Nhưng Tổ Y thì cho rằng trời căn cứ vào sự thể hiện của thiên tử để quyết định có ủng hộ sự thống trị của ông ta hay không. Điều này nói rõ rằng đương thời, một bộ phận người ân đã có sự hoài nghi đối với thần thoại lưu hành rằng thiên mệnh vĩnh viễn bảo hộ vương triều. Đầu năm 1046 trước Công nguyên, Chu Vũ Vương dẫn quân viễn chinh thảo phạt trụ vương nhà Thương chỉ trong thời gian một tháng nước chu nhỏ bé ở một góc phía tây đã nhanh chóng tiêu diệt đại ân thương và trở thành chủ của thiên hạ thắng lợi đến nhanh chóng như vậy quả là ngoài dự tính nhưng chu võ vương và chu công không ngây ngất say sưa trong chiến thắng sử ký có ghi chép rằng sau khi vũ vương diệt thương rồi trở về cảo kinh đêm không ngủ được em trai là chu công đến thăm hỏi tại sao không ngủ được vũ vương nói Ta chưa nắm chắc được trời bảo hộ, sao có thể ngủ được? Thì ra nhà Thương là chủ của thiên hạ, là vương triều thống trị vạn bang, nước nhỏ trong con mắt của người Chu thì những cái tên như thiên ấp thương, đại ban ân, đại quốc ân đã in hằn sâu trong họ, còn bản thân nước Chu trước đây chỉ là tiểu quốc, họ mang quan niệm kiểu như chúng ta là tiểu bang của nhà Thương. Thế nhưng đại ban ân thiên ấp thương xem có vẻ bất khả chiến bại này lại bị tiêu diệt chỉ trong một trận chiến mục giả việc này sao có thể khiến nước chu nhỏ bé không kinh ngạc nếu nói thống trị thiên hạ nhất định là sự thể hiện của thiên mệnh thế thì sự thay đổi giữa triều ân và triều chu chẳng phải đã nói rõ rằng thiên mệnh ban đầu ở triều ân thương giờ đây đã chuyển sang phía người chu rồi đó sao thiên mệnh chẳng phải có thể chuyển dịch đó sao nếu đạo lý này đúng thế thì sẽ có ngày triều chu cũng sẽ đối diện với mối hiểm nguy mất đi thiên mệnh từ đó mất thiên hạ làm sao có thể tránh khỏi ách vận này làm sao mới có thể mãi mãi giữ được thiên mệnh nghĩ đến đây người thống trị triều chu đương nhiên là ngủ không yên rồi vì vậy sau khi thương diệt chu hưng xung quanh việc thiên mệnh có thể thay đổi chuyển dịch không nếu có thì căn cứ là gì tại sao có vương triều là mất đi thiên mệnh có vương triều lại có được thiên mệnh và làm thế nào để giữ vững thiên mệnh một loạt các vấn đề khiến vũ vương và chu công nhất là chu công suy nghĩ sâu sắc trên cơ sở phản tỉnh và tổng kết giáo huấn diệt vong của hai triều hạ thương ông đã tiến hành xem xét và có những lý giải mới đối với quan hệ giữa vương quyền và thiên mệnh từ đó đã đưa vào nội hàm mới cho thiên mệnh quan truyền thống từ bài học lịch sử triều chu thay đổi góc nhìn về thiên mệnh so với người đời trước thì sự cách tân trong thiên mệnh quan của người thời nhà chu được thể hiện ở các phương diện sau đầu tiên là từ thiên mệnh thường hằng chuyển thành thiên mệnh không thường hằng mệnh không thường hằng bất kể là triều hạ hay triều ân thương quân vương đều coi thiên mệnh là vĩnh hằng bất biến đều cho rằng bản thân một khi đã có được thiên mệnh rồi thì sẽ không thể mất đi thế nhưng kết quả diễn biến lịch sử lại hoàn toàn không như vậy trước tiên nói về triều nhà hạ cuối thời nhà Hạ, vua Hạ Kiệt vô đạo, đức hạnh bại hoại. Đế vương thế hệ có ghi chép rằng, một lần y doãn can gián với Hạ Kiệt như sau, quân vương không nghe ý kiến các bề tôi thì ngày mất nước sẽ không còn xa nữa. Nhưng Hạ Kiệt nghe rồi vẫn hoàn toàn chẳng để ý, kích động cười gằn nói, ngươi lại nói lời ma mị mê hoặc mọi người. Trên trời có mặt trời giống như ta có con dân, mặt trời diệt vong thì ta mới diệt vong. Nhưng sau đó không lâu, hạ kiệt bị thương thái tổ thương thang đánh bại và trở thành vị vua vong quốc đây chính là thang cách hạ mệnh vua thương thang trừ bỏ thiên mệnh nhà hạ nổi tiếng trong lịch sử thang cách hạ mệnh có nghĩa là thượng thiên thu hồi sứ mệnh trị vì thiên hạ đã trao cho nhà hạ thương thang thuận ứng với thiên ý trừ bỏ thiên mệnh của hạ kiệt lại xem tiếp đến triều thương giống như hạ kiệt trụ vương nhà thương cho rằng thiên mệnh bất biến vĩnh viễn ở bên ông kết quả cuối cùng cũng trở thành vị vua vong quốc vương triều vốn ban đầu được vinh quang ứng với thiên mệnh cũng có thể mất đi thiên mệnh bị giáng xuống làm ban quốc nước chư hầu gọi là trụy quyết mệnh rơi mất thiên mệnh nước vốn ban đầu là ban quốc chư hầu cũng có thể có được thiên mệnh trở thành vương triều của thiên hạ gọi là thủ quyết mệnh nhận được thiên mệnh thương vong chu hưng chính là quá trình triều thương trụy quyết mệnh và chu ban thủ quyết mệnh tóm lại bất kể là ân thương thay nhà hạ hay là thương vong chu hưng thì cũng đã lật đổ triệt để quan niệm truyền thống thiên mệnh thường hằng đối với hiện thực này chu công đã thay đổi tư tưởng của tiền nhân dũng cảm đề ra quan niệm mới thiên mệnh không thường hằng nghĩa là thiên mệnh không phải là cố định bất biến sau khi chu thành vương lên ngôi khang thúc tham gia bình định phản loạn do có công lao nên được phong ở triều ca cố đô triều thương trước khi ông đi nhậm chức Chu Công đã ân cần căn dặn riêng rằng, ôi, một thiếu niên như ngươi được phong đất, cần ghi nhớ thiên mệnh không thường hằng. Khi khuyên bảo các cựu thần của triều ân thương, Chu Công cũng đã nhiều lần nhắc lại lịch sử đổi thay ba triều đại hạ thương Chu. Thượng thư, đa sĩ có ghi chép. Chu Công nói với họ rằng, thượng đế ngăn chặn ăn chơi hưởng lạc, nhưng hạ kiệt không nghe theo lời dạy của thượng đế, phóng túng thỏa sức ăn chơi hưởng lạc. Thế nên thượng đế giáng hình phạt lớn phế bỏ thiên mệnh của nhà hạ mệnh cho tiên tổ thành thang của các ông thay thế hạ kiệt từ thành thang đến đế ất các tiên vương của người ân không ai là không dốc sức thực hiện nền chính trị nhân đức cẩn thận lễ tế cũng không ai dám trái với thiên ý không ai không xứng đáng với ân trạch của thượng thiên nhưng trụ vương kế vị sau này đã bất kính thượng thiên không để ý đến thiên ý và sự khốn khổ của người dân thỏa sức phóng túng ăn chơi hưởng lạc vì vậy thượng đế không bảo hộ ông ta nữa đem tai họa giáng xuống nước ân nước chu chúng tôi phù trợ thiên mệnh phụng hành sự uy nghiêm của thượng thiên thực thi điếu phạt của bậc vương giả tuyên cáo quốc mệnh của nước ân đã bị thượng thiên chấm dứt không phải nước chu nhỏ bé chúng tôi dám thay thế thiên mệnh nhà ân đó là thượng thiên không trao thiên mệnh cho người tin theo vu cáo dựa vào cái ác nên bảo trợ chúng tôi thiên mệnh ở thời tam đại hạ thương chu là chuyển dịch vậy nhà chu thay nhà thương thụ nhận thiên mệnh có giảm vào vết xe đổ đời trước không chu công cho rằng không thể bài trừ khả năng này thượng thư quân thích có ghi chép rằng chu công đã từng nói với triệu công rằng thường thiên đem cái họa diệt vong dáng xuống nhà ân thương hiện nay người ân đã bị mất thiên mệnh rồi còn nhà chu chúng ta nhận được phúc mệnh nhưng tôi cũng không dám nói cơ nghiệp nhà chu sẽ có thể kéo dài vĩnh viễn Tôi cũng không dám phán đoán vương nghiệp nhà Chu có thể tránh được kết quả chẳng lành. Nếu cháu con thừa kế của nhà Chu không kính trời lo liệu cho dân, không thể kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của Tiên Vương thì chúng sẽ mãi mãi mất đi thiên mệnh.